Mình xin chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ thay đổi cái kích thước của những cái icon khi mà các bạn sử dụng nó trên những cái dòng máy điện thoại Xiaomi. Các bạn có thể là tăng cho nó to lên hoặc là giảm cho nó nhỏ xuống tùy thuộc vào nhu cầu cũng như là cái cách sử dụng điện thoại của các bạn nha. Và để thay đổi được cái kích thước của cái icon ứng dụng trên điện thoại Xiaomi thì các bạn sẽ vào phần cài đặt. Ở đây các bạn chọn là phần là hình nền và cá nhân hóa. Các bạn kéo lên, nó sẽ có cái phần là biểu tượng. Thì cái phần biểu tượng này chính là cái phần icon ứng dụng mặc định trên điện thoại. Các bạn sẽ kéo cái phần này để giảm nó xuống, ví dụ như thế này. Rồi bây giờ mình thử quay trở lại xem. Đó, lúc này thì cái phần icon ứng dụng trên điện thoại Xiaomi của mình nó đã thu nhỏ lại. Đó, và ngược lại nếu như các bạn muốn tăng nó lên thì các bạn lại quay trở lại phần hình nền và cá nhân hóa. Các bạn chọn là phần biểu tượng, ở đây các bạn kéo lên. Đó, thì lúc này cái icon nó sẽ to nhất và các bạn thoát ra ngoài. Đó, thì khi các bạn thoát ra ngoài thì những cái icon ứng dụng nó sẽ hiển thị to như thế này. Tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Nếu chúng ta mua điện thoại cho phụ huynh ở nhà và phụ huynh của chúng ta thì muốn là cái phần biểu tượng này nó sẽ to lên để có thể là dễ nhìn và dễ bấm, tránh trường hợp để bấm nhầm, thì chúng ta có thể là tăng lên cái kích thước của cái icon ứng dụng như thế này nha. Và trên đây chính là cái cách để các bạn có thể là thay đổi, tăng giảm cái kích thước của icon ứng dụng trên những cái dòng máy điện thoại Xiaomi.